Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý hội thánh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thời giờ chúng ta nghe lời của Chúa. Thưa quý bà chị em, trong những ngày gần đây thì chúng ta cũng nghe rất là nhiều những cái thắc mắc liên quan đến ngày Chúa Giêsu ngày trở lại. Và cá nhân tôi thì cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của những quý con cái Chúa, hỏi rằng là mục sư ơi, khi nào thì Chúa Giêsu sẽ trở lại? Có phải rằng là Chúa sẽ trở lại trong năm sau hoặc là năm sau nữa hay không? Bởi vì tình hình dịch bệnh rồi chiến tranh, dịch lệ và đói kém xảy ra ở rất là nhiều nơi, giống như lời Kinh Thánh của Chúa Giêsu đã từng có nói. Nhưng mà tôi thì hôm nay không có đưa ra cho quý vị một cái ngày hoặc là một cái giờ hoặc là một cái tháng năm nào đó rằng Chúa Giêsu ngày sẽ trở lại. Nhưng mà chúng ta có thể biết được cái thời tiết và cái mùa nào Chúa ngày có thể trở lại, quý ông bà chị em. Dạ có. Chúa Giêsu ngày có nói rằng là các ngươi có thể phân biệt được thời tiết khi mà nhìn thấy có đám mây nó nổi lên ở phía xa thì các ngươi biết rằng là sẽ có mưa hoặc là sẽ có bão. Nhưng mà tại sao các ngươi lại không phân biệt được cái thời giờ hiện tại? Và đó cũng là điều mà Chúa ngài muốn cho tôi và chúng ta ngày hôm nay có sự phân biệt được cái thời điểm mà Chúa ngài có thể trở lại. Bởi vì chúng ta khi mà học Kinh Thánh, quý mài chị em, chúng ta cần phải hiểu được văn hóa của Kinh Thánh. Chúng ta phải hiểu được cái văn hóa của Kinh Thánh. Giống như khi chúng ta học tiếng Anh, chúng ta phải hiểu được văn hóa của người Mỹ hoặc là người phương Tây họ sống như thế nào. Nếu mà một người giỏi tiếng Anh mà lại không hiểu được văn hóa của người phương Tây thì cũng sẽ dễ rất là mất lòng. Tôi ví dụ, chẳng hạn IELTS 8 chấm nhưng mà mới vô hỏi anh chị bao nhiêu tuổi, anh chị kiếm tiền một tháng bao nhiêu tiền. Vậy nếu mà hai người mà chưa có quen biết nhau mà gặp nhau mới câu đầu câu sau mà chúng ta hỏi như vậy đó quý vị, thì người ta sẽ đóng lòng lại và người ta sẽ không nói chuyện với chúng ta. Bởi vì đó là hai cái câu hỏi nó rất là tế nhị. Người Mỹ họ rất là ngại khi mà nói về tuổi tác, và cũng như họ không muốn cho bất cứ một ai biết về cái thu nhập của mình hàng tháng bao nhiêu. Cũng vậy, khi chúng ta học Kinh Thánh, quý vị, chúng ta phải hiểu được cái văn hóa của người Do Thái. Bởi vì Kinh Thánh được viết lúc ban đầu là cho người Do Thái. Và để chúng ta hiểu được ngày nào mà Chúa Giêsu ngày trở lại, thì chúng ta phải hiểu những cái điều mà Chúa Giêsu ngày dạy dỗ trong Kinh Thánh dành cho người Do Thái cách đây 2.000 năm về trước có những ẩn ý gì. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ nói về chủ đề đó là khi nào Chúa trở lại, qua những hình ảnh của tiệc cưới cổ truyền của người Do Thái. Lễ cưới truyền thống của người Do Thái đó là hình bóng về sự cất lên của thánh trước cơn đại nạn. Và chúng ta không nên hiểu phong tục cưới hỏi của người Do Thái theo như phong tục cưới hỏi của người Việt Nam. Người Việt Nam của chúng ta khi cưới hỏi, chúng ta có ít nhất là 3 bước. Bước thứ nhất đó là lễ ra mắt, đúng không ạ? Xem mắt. Thứ hai đó là lễ hỏi. Và thứ ba mới đến lễ cưới. Đó là cái theo cái phong tục cổ truyền của cưới hỏi người Việt Nam. Nhưng mà ngày hôm nay thì người ta đã bỏ bớt rất là nhiều cái bước theo như là đúng với nguyên mẫu của lễ cưới cổ truyền của người Việt Nam. Nhiều khi đám cưới chỉ là đám cưới thôi chứ không có xem mắt hoặc là không có hỏi. Nhưng mà đúng nguyên thủy phải có 3 bước đó. Và thậm chí là ngày xưa cũng còn có nhiều cái bước khác nhau rườm rà lắm quý vị. Thì cũng vậy, cách đây hơn 2.000 năm về trước thì phong tục cưới hỏi của người Do Thái nó có rất là nhiều bước, ít nhất là 14 bước. Nhưng mà bởi vì cái cuộc sống văn hóa hiện đại và nó khiến cho cái phong tục cưới sinh của người Do Thái hiện tại đã bị mai một, không giống như cái nguyên thủy lúc ban đầu. Bởi vì người Do Thái họ đã sống lưu lạc gần 2.000 năm, tức là 1.900 năm từ năm 70 sau Công Nguyên, khi mà họ bị phá hủy thành Jerusalem bởi tướng Titus của La Mã, cho đến năm 1948 họ mới được trở lại xứ sở của họ để lập quốc trở lại. Thì khoảng 1.900 năm đó họ đã lưu lạc rầy đây mai đó ở trên khắp thế giới. Cho nên là cái văn hóa của họ về cưới sinh đó quý vị, nhất là trong cưới sinh, thì nó không còn giống như lúc ban đầu nữa. Và buổi sáng nay tôi sẽ nói về cái phong tục cưới hỏi của người Do Thái để quý vị có thể thấy được rằng là lúc ban đầu Đức Chúa Trời ngài đã muốn cưới dân Israel của ngài theo đúng như cái phong tục cưới hỏi của họ. Trước hết thì chúng ta thấy rằng là
Đức Chúa Trời Ngài đã cưới dân Do Thái, dân Israel là một dân thuộc riêng về Ngài và là nàng dâu của Đức Chúa Cha. Ở trong Khải Huyền đoạn số 19 câu 7 cho đến câu 8, lời của Chúa chép rằng là chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Ê-sai đoạn 62 câu 4 trên câu 5 chép rằng là người ta sẽ chẳng gọi ngươi là kẻ bị bỏ nữa, chẳng gọi đất ngươi là đất hoang vu nữa, nhưng sẽ gọi ngươi là kẻ mà ta ưa thích, và đất ngươi sẽ được xưng là kẻ có chồng, vì Đức Giê-hô-va sẽ ưa thích ngươi và đất ngươi sẽ được xưng là kẻ có chồng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ ưa thích ngươi và đất ngươi sẽ có chồng, như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi, chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi. Ô-sê đoạn 2 câu 19 chép rằng là ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót. Ô-sê đoạn 2 câu 16, Đức Giê-hô-va phán rằng trong ngày đó ngươi sẽ gọi ta là chồng tôi và sẽ không gọi ta là chủ tôi nữa. Trong cái thánh có tổng cộng là khoảng 10 lần đề cập đến người Do Thái là nàng dâu của Đức Chúa Trời. Trong phần chia sẻ buổi sáng nay thì tôi xin được phép đọc rất là nhiều câu thánh để cho quý vị có thể hiểu được về cái đức tin của chúng ta nơi Chúa ngày hôm nay. Nó giống như là một người cô dâu, chúng ta đang chờ chàng rể của chúng ta trở lại. Ngày hôm nay con cái Chúa chúng ta thấy được ở trong thời kỳ cuối này rất là dễ bị cám dỗ bởi những cái điều hư xấu của thế gian tội lỗi này. Và khi tội lỗi càng ngày càng gia tăng quý vị, thì lòng yêu mến của phần nhiều người bị nguội lần. Rồi thậm chí con cái Chúa ngày hôm nay cũng không biết là mình tin Chúa vì cái điều gì. Đọc kinh thánh thì không hiểu, rồi nhóm thờ phượng Chúa thì bữa đực bữa cái, bữa trống bữa mái, thích thì đi, không thích thì không đi. Thì chúng ta thấy rằng là kinh thánh sẽ cho chúng ta hiểu được chúng ta đang chờ đợi điều gì. Tại sao Chúa Giê-xu đã đến thế gian này để chết thay chúng ta, rồi Ngài đã chuộc chúng ta như là một hội thánh của Ngài, như một nàng dâu của Ngài, nhưng mà tại sao Chúa vẫn chưa rước chúng ta về? Rồi từ từ quý vị sẽ thấy được rằng là kinh thánh hé lộ với chúng ta có một cái điều mà Phao-lô nói rằng là về lời nói tôi dẫu là người thường nhưng mà về sự thống biết á, tôi không phải là người thường đâu. Có những cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó rất là mầu nhiệm quý ông bà cha, mà ngày hôm nay nhiều con cái Chúa chúng ta chỉ lưu tâm nào là sự chữa lành cho thân thể, nào là sự giàu có thịnh vượng về tài chánh, nào là cơm áo gạo tiền, nào là những cái phước hạnh nó trước mắt mình thấy thôi, chứ chúng ta không có quan tâm đến cái việc Chúa Giê-xu trở lại. Có lần kia tôi nói về việc mà Chúa Giê-xu trở lại cho một người mới tin Chúa. Người nói hả, tôi tưởng là Chúa Giê-xu Ngài chịu chết rồi Ngài sống lại rồi Ngài thăng thiên về trời, thôi chứ còn trở lại nữa hả? Ủa trở lại là sao? Nghe giống chuyện hoang đường quá, nghe giống chuyện mà thần thoại quá. Bao nhiêu người chúng ta có cùng một cái suy nghĩ giống như cái người mới tin Chúa đó. Mới tin Chúa, tôi cũng giống như vậy đó quý mài cho em. Tôi tin Chúa là đấng có thật. Nhưng mà khi mà nghe nói rằng là Chúa Giê-xu Ngài sẽ trở lại đó trên mây trời đó, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên bởi vì cái điều này quá khó tin. Tôi mong ước rằng là lời của Chúa sẽ khiến cho chúng ta hiểu được rằng là chúng ta đang tin Chúa và đang chờ đợi Chúa Ngài trở lại. Và cái ngày mà Chúa trở lại đó quý vị, không ai biết hết. Bởi vì trong lễ cưới của người Do Thái có quy định điều này. Trước hết thì chúng ta sẽ xem rằng là Đức Chúa Trời đã cưới dân Do Thái trong cựu ước như thế nào. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 26 từ câu 16 cho đến 19, lời của Chúa đã chép thế này: ngày nay Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dặn biểu ngươi làm theo các luật lệ và mạng lệnh này, vậy phải hết lòng hết ý mà làm theo cách kỹ càng. Ngày nay ngươi hứa nhận Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời ngươi, đi theo đường lối Ngài, gìn giữ các luật lệ, điều răn và mạng lệnh Ngài, cùng vâng theo tiếng phán của Ngài. Ngày nay Đức Giê-hô-va đã hứa nhận ngươi là một dân thuộc riêng về Ngài, y như Ngài đã phán cùng ngươi, và ngươi sẽ gìn giữ hết các điều răn Ngài, để Ngài ban cho ngươi sự khen ngợi, danh tiếng và sự tôn trọng trỗi hơn mọi dân mà Ngài đã tạo. Và ngươi trở nên một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, y như Ngài đã phán vậy. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 câu 6 chép rằng là vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất đặng là một dân thuộc riêng về Ngài. Trong đám cưới người Do Thái thì nó có hai giai đoạn quý mài cho em. Và trước khi mà đến hai giai đoạn đó, trước khi mà hai người nam và người nữ là người Israel, là người Do Thái họ kết hôn với nhau, thì cái tiến trình mà họ quen nhau đúng quý mài cho em, đó là khi mà người nam nhìn thấy người nữ ở trong một cái khu vực chợ búa hoặc là trong một cái khu vực đông đúc dân cư, thì anh chàng này nhìn từ xa và thấy cô nàng này rất là đẹp mắt và rất là dễ thương, rất là dễ mến, và thấy cô này nổi bật ở trong số những người nữ đồng trinh, và anh chàng này có một cái tấm lòng yêu mến
và lại gần hỏi thăm. Và từ từ hai người làm quen với nhau và họ bắt đầu có những sự hẹn hò để gặp nhau nhiều hơn, để có thể biết nhiều thông tin về nhau hơn và có thể trao gửi yêu thương nhiều hơn. Dĩ nhiên trong cái tiến trình đó, quý mà chị em, họ vẫn chưa ăn ở với nhau. Họ có thể gặp nhau mỗi tuần một lần. Nhưng mà đến khi mà tình cảm đã chớm nở và đã đủ chín mùi, thì chàng rể sẽ, cái chàng trai đó sẽ dẫn cô dâu về nhà cha của mình. Và họ sẽ ngồi ở trên một cái bàn dài trải thảm màu trắng. Và họ sẽ ký kết một cái giao ước hôn nhân. Sẽ ký kết một cái giao ước hôn nhân, đó gọi là Ketubah. Ketubah. Yeah. Và đây là giai đoạn đầu tiên của đám cưới người Do Thái, gọi là giai đoạn đính hôn. Giai đoạn đính hôn. Nó có tên là Kiddushin, giai đoạn đính hôn, Kiddushin. Và giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn kết hợp, tức là hai người gặp nhau ở tại trong một nhà lều, Huppah. Giai đoạn thứ hai này có tên gọi là Nishuin. Như vậy thì giai đoạn đầu tiên là giai đoạn Kiddushin này, là giai đoạn đính hôn đó, thì chàng trai sẽ dẫn cô nàng làm vợ của mình về nhà cha của mình, và trên một cái bàn dài cả ba người họ cùng ngồi với nhau trên cái bàn đó. Họ sẽ tạo ra một cái giao ước hôn nhân có điều khoản hai bên, đàn trai và đàn gái. Đây gọi là The Ketubah. Đây là giao ước hôn nhân của người Thái cổ. Tôi có tải xuống cho quý vị và quý vị có thể thấy được có những cái chữ viết ở trên cái tờ này. Và người cha của chàng rể sẽ là người làm chứng cho hôn nhân của hai người. Và khi mà họ đã có những lời hứa với nhau, một bên là lời hứa của người nam và một bên là lời hứa của người nữ. Khi mà người nam đọc lời hứa của mình, viết lời hứa của mình ở trên giấy này, và người nữ đọc lời hứa của mình và viết ở bên phần còn lại, thì cả hai sẽ cùng nhau ký vào bản giao ước hôn nhân đó. Và người nữ sẽ giữ một bản và người nam sẽ giữ một bản. Và khi mà họ đã ký kết cái Ketubah này rồi, thì họ sẽ, cả ba họ nắm tay với nhau. Họ không phải là bắt tay từng người, nhưng mà là cả ba cùng nhau trao tay và họ chùm lại cái tay với nhau như thế này. Cả ba người họ chùm tay lại với nhau và họ cùng nhau uống một ly rượu nho bằng bạc. Và đó là một cái sự kết thúc cho giao ước hôn nhân đó. Và lúc đó thì cũng có bên nhà gái, tức là cha mẹ cô dâu, và cũng như là có những người quan trọng ở trong gia đình của cô dâu cũng làm chứng cho cái buổi lễ ký kết đính hôn này. Và đây là cái phong tục của người Do Thái. Không bao giờ họ kết hôn với nhau mà không có sự chứng kiến của người lớn. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là nhiều người trẻ họ kết hôn với nhau rất là nhanh, quý vị. Họ không cần phải thông qua cha mẹ gia đình gì hết, cứ đồng thuận với nhau ra phường ra xã ký. Và nhiều cuộc tình tay hai như vậy đó quý vị, không có người thứ ba đó quý vị, thì họ dễ lật kèo lắm, đúng không ạ? Ngày hôm nay có cái bài hát gì mà người ta nói, anh nói gì chứ, anh muốn lật kèo á, anh muốn chia tay á. Đó là cái điều nó rất là bình thường ở trong xã hội ngày hôm nay. Tại vì sao? Tại vì không có người nào làm chứng hết. Nhưng mà người Do Thái ngày xưa khi họ kết hôn với nhau, họ luôn luôn có người thứ ba, tức là người cha của chàng rể. Và người cha chàng rể sẽ là cái người chứng kiến cho giao ước đó. Nếu một trong hai mà lật kèo, không giữ lời hứa, thì người đó sẽ bị phạt. Và giai đoạn đính hôn này kết thúc với một cái sự đưa tiễn cô dâu, tức là nàng dâu á, ra khỏi nhà của chàng trai đó. Và người cha cùng đi với cô dâu ra cửa. Và chàng rể sẽ ở lại, nhưng mà chàng rể sẽ nói những cái lời cuối cùng thế này. Anh sẽ đi chuẩn bị một nơi cho em, và khi nào cha đã sẵn sàng thì anh sẽ trở lại với em. Nhưng mà trước khi mà họ rời khỏi nhà đó quý vị, thì chàng rể cũng sẽ cho nàng dâu có những cái quà. Quà đó chính là vàng, bạc, dây chuyền, bông tai, cà rá, hoặc là lạc đà, súc vật, châu báu gì đó. Vậy thì đây là những cái hình ảnh cho hội thánh của Chúa Giêsu Christ, thưa quý mài cha. Chúng ta sẽ phân tích từ từ và chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái thánh rất là mầu nhiệm. Có những cái điều mà chúng ta cần phải có một cái người mục sư người Do Thái. Họ phải hiểu được cái phong tục của người Do Thái, họ phân tích chúng ta và họ mới làm chúng ta sáng tỏ. Trong những ngày vừa qua thì khi mà tôi được học trực tiếp từ một người mục sư là gốc người Do Thái, ông này là một người mục sư ngũ tuần, và ông đã phân tích rằng là những cái gì mà Kinh Thánh đã
chép từ từ Sách Ký cho đến Khải Huyền, quý vị, thật ra đó là một cái Ketuba. Đối với người Do Thái, năm sách Ngũ Kinh, tức là năm sách đầu tiên của Môi-se, Sách Ký, Xuất Ký, Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký, Phục Tuyền Luật Lệ Ký, đó là Ketuba của họ. Cho nên là Chúa Ngài luôn dặn họ rằng là các ngươi phải luôn đọc lời của ta, không bao giờ quên những cái lời đó, bởi vì đó là cái giao ước hôn nhân của họ đối với Đức Chúa Trời. Nhưng mà buồn thay quý mài chị em, đó là trong lịch sử của người Do Thái, trước khi Chúa Giê-xu Ngài đến thế gian này, thì dân Do Thái họ đã bội nghịch và họ đã lật kèo với Đức Chúa Trời. Họ đã đi với người đàn ông khác. Chúa nói rằng là ta bỏ các ngươi bởi vì các ngươi đã bội nghịch, các ngươi đã không còn giữ cái giao ước đó nữa. Đây là những lời mà Chúa đã nói với họ khi mà họ đã thay lòng đổi dạ với Đức Chúa Trời. Dạ, rất là quan trọng quý vị. Ê-sai đoạn 50 câu 1, Đức Giê-hô-va phán như vậy: chớ nào tờ để mà ta đã để mạng các ngươi ra ở đâu? Ai là người chủ nợ mà ta đã bán các ngươi cho? Này, các ngươi bị bán là tại tội lỗi mình, mạng các ngươi bị bỏ là tại sự bội nghịch các ngươi. Vậy thì dân Israel trong thuộc thể họ đã bị bội nghịch, họ đã bị bỏ bởi vì cớ sự bội nghịch của họ. Và thế là Đức Chúa Trời Ngài đã chuyển sang dân ngoại, và sự cứu rỗi lúc ban đầu là dành cho người Do Thái, người Israel là dân tuyển, chứ không phải dành cho cả thế giới đâu quý mài cho em. Lúc ban đầu Đức Chúa Trời Ngài đã hình dung trong trí của Ngài rằng là Ngài chọn Gia-cốp là một dân thuộc riêng về Ngài. Nhưng mà bởi vì cớ họ đã bội nghịch lại với Ketuba, tức là giao ước hôn nhân thánh mà Đức Chúa Trời đã lập với họ qua năm sách Ngũ Kinh Môi-se, cho nên Đức Chúa Trời Ngài đã phải chuyển sang dân ngoại, tức là thánh, tức là chúng ta ngày hôm nay quý mài cho em. Và lễ cưới Kiddushin, tức là cái lễ đính hôn của người Do Thái đã xảy ra ở đâu? Quý vị có thể sẽ thắc mắc là ủa, như vậy nếu Đức Chúa Trời đã cưới dân Do Thái rồi thì cái Kiddushin của họ, tức là lễ đính hôn, đã xảy ra ở đâu? Câu trả lời đó chính là họ đã có giao ước với Đức Chúa Trời ngay tại núi Sinai. Khi mà trên đỉnh núi, trên đám mây mịt mịt và lửa thì phát ra chớp nhoáng, chúng ta có thể đọc thấy cái câu chuyện đó ở trong Xuất Ký Ký đoạn số 19. Thì chúng ta thấy rằng là cái khung cảnh đó rất là kinh khủng, có khói, có lửa, có sấm chớp, rồi có tiếng kèn. Đó là những biểu tượng cho một sự hiện diện thánh của Chúa. Và Chúa Ngài đã ban lời của Ngài ra: các ngươi giữ những lời này và các ngươi sẽ là vợ của ta, các ngươi sẽ là thuộc riêng về ta. Và người ta đã phân tích rằng là khi mà dân Do Thái họ đứng ở trước cái núi đó thì họ cũng đang gặp chàng rể của họ, tức là Đức Chúa Trời. Bởi vì khi mà mây ở trên núi nó tạo thành một cái lều, quý vị, cái hình của cái lều, thì đó cũng là cái lúc mà dân Israel họ húp ba, tức là họ đã được kết hợp với Chúa và họ đã có giao ước với Chúa qua lời luật pháp mà Chúa ban cho họ bởi chính ngón tay Đức Chúa Trời đã viết ra trên hai bảng đá và Môi-se đã ban ra. Thì đó là lúc mà dân Israel họ đã có thể bước vào trong giao ước của Chúa và họ đã được kết hợp với Chúa. Nhưng mà sau đó thì họ đã không giữ cái giao ước của Ngài và Chúa Ngài đã bỏ họ. Chúa Ngài đã quay sang dân ngoại và Chúa Ngài đã cứu dân ngoại để khêu lòng của người bổn quốc, tức là người Israel. Theo lời của sứ đồ Phaolô, ông nói rằng là Chúa đã lấy một cái dân không phải thuộc về Ngài để mà gọi là kêu lòng dân dân Israel chính gốc. Cho nên chúng ta thấy rằng là bản thân chúng ta đó, quý mài cho em, là rất là được ân điển của Chúa. Chúng ta rất là được thương xót. Nếu mà dân Israel lúc ban đầu đó họ trung thành theo Chúa cho đến bây giờ thì có lẽ chúng ta không bao giờ chúng ta trở thành vợ của Chúa được. Khi chúng ta nghe đến điều này, quý vị có thấy mình thật sự là may mắn ở trong cái chương trình cứu độ của Chúa không? Đâu có phải tự nhiên mà tôi gặp vợ tôi, đúng không quý mài cho em? Tại sao mà trong vòng 90 triệu dân Việt Nam tôi lại gặp vợ tôi và tôi không gặp người khác? Tại sao vợ của tôi lại là vợ của tôi mà không phải là vợ của người ta? Tôi thấy rằng là nên duyên vợ chồng đó là một cái duyên, chứ có phải là một cái gì đó mình chọn lựa. Dĩ nhiên trong cái điều mà chúng ta kết hôn với nhau vẫn có cái sự đồng ý, vẫn có sự quyết định của chúng ta. Nhưng mà nhìn xa hơn thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái sự định trước của Chúa. Đúng không ạ? Đó là một cái sự định trước của Chúa. Vậy thì chúng ta là nàng dâu của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng được Chúa Ngài chọn chúng ta giữa muôn dân theo như lời của Chúa. Đấy là một cái duyên, đúng không quý mài chị em? Tại sao hàng xóm của chúng ta không có tin Chúa, nó không là vợ của Chúa mà là chúng ta? Chúng ta thấy rằng là tại sao mà lời của Chúa được phát ở trên Facebook cái tự do nhưng mà ít người nghe lời của Chúa. Họ nghe những cái gì thứ tào lao ở trong thế gian này thì rất là thích,
Nhưng mà nghe lời của Chúa thì họ không thích. Bởi vì cớ Chúa Giêsu ngài nói rằng là chiên ta thì nghe tiếng ta. Chỉ có người được chọn làm bờ của Chúa thì mới nghe tiếng của Chúa được mà thôi quý mài chen. Còn nếu mà không được Chúa chọn đó, thì họ nghe lời của Chúa chói tai, chói lòng, họ không có thích. Giống như người ta nói rằng là hữu duyên thiên lý, năng tư ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng. Tức là sao? Đã có duyên với nhau rồi, nghe lời của nhau thôi là cảm thấy quý rồi, đúng không ạ? Còn nếu mà cả hai không thuộc về nhau đó, cho dù anh đó có đẹp trai hay là lịch sự ga lăng hay là cái gì đó chứ nữa, mình cũng không để, không có một cái duyên gì hết. Cho nên chúng ta ngày hôm nay là dân của Chúa, chúng ta thật sự rất là phước hạnh quý mà chàng. Chúng ta thật sự rất là có duyên với Chúa. Và giai đoạn đính hôn là bước đầu tiên. Nhưng mà đến giai đoạn thứ hai là họ được gặp nhau và trở thành vợ thành chồng đó quý vị. Thì hai giai đoạn này cách nhau tới 12 tháng. Không phải họ ký kết kê tu ba xong cái là hai người nắm tay nhau về nhà làm lễ cưới liền. Nhưng mà khi mà họ kết hôn với nhau xong, chàng rể đã kết hôn ký kết giao ước kê tu ba này xong, thì sẽ trao quà, trao nhẫn cưới cho nàng này. Và lúc đó thì nàng này đã thật sự là nàng dâu của chính anh chàng này. Họ chính thức là vợ là chồng của nhau. Và chính Marie cũng như Joseph họ đã kết hôn đến cái giai đoạn này quý vị. Họ đã ký kết với nhau Ketuba này và họ đã trở thành vợ là chồng của nhau. Nhưng mà trong cái quá trình 12 tháng họ chờ đợi nhau đó, quý vị. Chờ đợi Joseph đến rước Marie đó thì thình lình Marie có thai. Cho nên Kinh Thánh nói rằng là Joseph là người có nghĩa, cho nên là toan đem đi để nhẹm. Bởi vì nếu đúng theo luật pháp đó, là Marie sẽ bị ném đá. Bởi vì cớ Marie là vợ của Joseph rồi, qua cái giao ước đã được ký kết rồi. Mà bây giờ nàng lại có một cái chữa mà không biết là cha đứa trẻ là ai. Cho nên là theo đúng luật đó, là Marie sẽ bị ném đá chết. Và Joseph là một người có nghĩa và cũng như ông thương Marie, cho nên là ông không muốn Marie phải chết. Cho nên khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ thấy rằng là nó có rất là nhiều điều màu nhiệm liên quan đến cả việc giáng sinh đó quý vị. Và trong 12 tháng đó quý vị, thì nàng dâu sẽ ở nhà chờ đợi chàng rể. Và trong khi mà chàng rể trong khi mà nàng dâu á, chờ đợi chàng rể như vậy, thì nàng dâu sẽ lấy cái lúp để mà che mặt của mình. Không một ai được nhìn thấy mặt của cô dâu, trừ ra cha của cô dâu ở nhà mới được thấy mặt cô dâu thôi. Thì không một ai có thể nhìn thấy được mặt cô dâu ở trong thời gian 12 tháng chờ đợi ở tại nhà riêng của mình. Khi ở nhà thì có thể không có, có che lấp. Ví dụ nhà không có khách, không có người thì có thể để trần. Nhưng mà nếu có người nào đó bước vào trong nhà, khách nào đó, người bên ngoài, dù là hàng xóm chứ nữa, có đến nhà thì cũng phải lấy lấp che lại. Cho đến khi chàng rể đến rước mình thì lúc đó mới có thể mở lấp ra và mọi người có thể nhìn thấy mặt của mình. Bởi vì đó là một cái giao ước của người Do Thái. Tức là không ai được phép nhìn thấy mặt của cái cô dâu đã được hứa gả. Cho nên trong sách Gióp đoạn 31 câu thứ 1 nói rằng là tôi đã kết ước mắt của tôi rồi, tôi sẽ không nhìn một cái người nữ đồng trinh nào khác. Là bởi vì cớ khi mà chúng ta đã nhìn thấy có một người nữ đồng trinh mà họ che lấp á quý vị, thì tức là người nữ đồng trinh đó đã được hứa gả cho một cái người nam khác rồi. Và trong thời gian 12 tháng chờ đợi như vậy, cô dâu rất là mòn mỏi, rất là nhiều khi nói theo cái từ ngữ hiện đại quý vị là cảm thấy rất là mệt, cảm thấy rất là nản. Nhiều khi có anh này anh nọ đến để mà nghía hoặc là để ý, hoặc là có những cái suy nghĩ tiêu cực đó rằng là thôi rồi anh chàng đó chắc là ảnh đi với cô khác hoặc là quên mình rồi. Cho nên là nàng dâu sẽ cảm thấy rất là mệt và cảm thấy rất là chán nản. Và đó cũng là hình bóng cho đời sống tâm linh của chúng ta ngày hôm nay. Đôi khi chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu trở lại quá lâu. Từ thời ông mục sư đã cầu nguyện tin Chúa cho mình cách đây mấy chục năm về trước cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa thấy Chúa trở lại. Chúng ta chán nản. Thì sẽ có những người nữ đồng trinh khác, tức là bạn của cô dâu, sẽ đến để mà khích lệ và an ủi cô dâu. Sẽ không có để cho cô dâu sẽ cảm thấy mệt mỏi, buồn rầu và luôn luôn nhắc cho cô dâu nhớ đến cái Ketuba này. Lúc đó họ sẽ đem cái Ketuba ra để mà đọc cho cô dâu. Thôi em đừng có khóc, này chị đọc cho em này nghe. Đó, đây là lời của chàng rể hứa như thế nào đó. Mình phải nhớ lời của chàng rể luôn luôn yêu mình, luôn luôn nhớ đến mình. Đó là cái sự khích lệ của những cái người nữ đồng trinh chung quanh nàng dâu lúc bây giờ. Bây giờ tôi sẽ đọc cho quý vị những cái lời Ketuba này
mà của người Do Thái họ kết ước với nhau, trong đó có những gì? Và chúng ta sẽ có thể hình dung ra được những gì mà Chúa Giêsu Ngài cũng đang Ketuba, tức là Ngài kết giao ước với chúng ta, những lời hứa của Chúa Giêsu kết ước với chúng ta. Ok, được không ạ? Dạ, tổng cộng sẽ có 7 ý chính của phía người nam và 7 ý chính của phía người nữ. Tổng cộng là 14 lời hứa. Đây là về phía của người nam, tức là hình bóng cho Chúa Giêsu. Ta sẽ không bao giờ lìa bỏ nàng. Điều này tương ứng với Chúa Giêsu, người Do Thái đó, họ sẽ hứa rằng là ta sẽ không bao giờ lìa bỏ nàng. Thì điều này tương ứng với lại việc mà Chúa Giêsu Ngài hứa với dân sự của Ngài, hứa với Hội Thánh của Ngài là: và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Điều thứ hai, Chúa Giêsu điều thứ hai trong Kinh Thánh ba đó là ta sẽ giải phóng nàng khỏi mọi sự buồn rầu. Thì điều này cũng tương ứng với việc Chúa Giêsu Ngài nói rằng là ta sẽ giải phóng các con ra khỏi mọi sự buồn rầu. Ở trong Giăng 16:20 chắc rằng là quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ khóc lóc than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ, các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Điều thứ ba, đó là ta sẽ trả lời cầu nguyện của nàng, ta sẽ trả lời cầu xin của nàng. Thì Chúa Giêsu Ngài cũng nói rằng là ta sẽ trả lời cầu nguyện của các con. Giăng 14:13-14 chép rằng là các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Điều thứ tư, người nam sẽ hứa với người nữ rằng là ta sẽ luôn bảo vệ và che chở cho nàng. Ở trong Hebrew 1:14 chép rằng là các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu vị Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Tức là Chúa Giêsu đang khi mà Ngài ở trên trời, hiện tại Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng. Thì Chúa Giêsu Ngài đã sai những thiên sứ của Đức Chúa Trời đến để giúp việc chúng ta, để bảo vệ chúng ta, để phục vụ chúng ta từ xa. Dạ, xin thay pin, tại vì nó hết pin rồi. Ok, dạ. Dạ, cảm ơn em. Điều thứ năm, người nam sẽ nói rằng là ta sẽ cho nàng ăn những thức ăn tươi ngon và không bị hư hoại. Và điều này Chúa Giêsu Ngài cũng nói với Hội Thánh của Ngài rằng là ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát. Giăng 6:35. Điều thứ sáu, chàng trai sẽ hứa với nàng dâu rằng là ta sẽ yêu nàng bằng tình yêu vĩnh cửu. Trong Giăng 13:1b chép rằng là Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Điều thứ bảy, chàng trai sẽ hứa rằng là ta sẽ trở lại và chuẩn bị một chỗ ở trong nhà Cha trên thiên đàng. Thì tương ứng với lời của Chúa Giêsu đã chép ở trong Giăng 14:2-3 rằng là trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sẵn cho ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Tuyệt vời không quý mà chị em? Wow, đây là những điều mầu nhiệm, hết sức mầu nhiệm ở trong văn hóa cưới hỏi của người Do Thái. Và khi Chúa Giêsu Ngài nói những lời này thì môn đồ của Ngài là gốc người Do Thái, họ hiểu ngay được đây là cái lời kết ước Ketuba của chính Chúa Giêsu Christ, mà cũng là hiện thân của Đức Chúa Trời ngôi hai đang kết ước với Thánh của Chúa. Cho nên khi mà Phaolô nhận được cái sự mặc khải của Chúa thì Phaolô nói: quá tuyệt vời quá, đây là cái sự mầu nhiệm đã được kín dấu từ trước các đời và bây giờ được bày tỏ qua Thánh của Chúa. Rồi đó là cái điều mà Chúa Ngài kết ước với chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ nghe người nữ sẽ hứa như thế nào. Về phía người nữ là nàng dâu của Thánh, là nàng dâu Hội Thánh, chúng ta sẽ xem họ hứa như thế nào. Thứ nhất, em sẽ biệt mình riêng ra khỏi thế gian, tức là em sẽ không có đi chơi bời, nhảy nhót, la cào này kia. Em sẽ ở nhà và chờ đợi anh. Điều này hơi khó đúng không quý mà chị em? Nhất là những người nữ giờ suốt ngày ở nhà không đi đâu hết, cách ly với bạn bè luôn quý vị. Đúng theo phong tục của người Do Thái là trong 12 tháng đó chờ đợi chẳng đợi là không có đi đâu hết, ở nhà thôi, quanh quẩn chung quanh nhà, chứ không có được phép đi uống cà phê hay là uống nước mía gì ngoài kia hết. Ở nhà suốt như vậy. Rồi thứ hai đó là em sẽ thánh hóa chính mình cho chàng rể. Thứ ba, em sẽ sử dụng thì giờ một cách khôn ngoan. Thứ tư, em sẽ chờ đợi chàng rể một cách trung thủy. Thứ năm, em sẽ sống một đời sống không tì vết và tránh xa những tội lỗi, những sự ham muốn dục vọng của thế gian ngoài kia. Thứ sáu đó là em sẽ luôn trung thủy với chàng và không bao giờ biết một người nam nào khác hơn chàng. Và thứ bảy đó là em sẽ sẵn sàng đi cùng với chàng khi chàng trở lại. Cảm ơn Chúa, đây cũng chính là những lời mà chúng ta phải kết ước với Chúa của chúng ta. Amen. Quý mà chị em có sẵn sàng để chờ đợi Chúa trở lại không? Anh chị em có biệt mình riêng ra khỏi thế gian này không? Có biệt mình riêng ra khỏi tội lỗi hay không? Có người hỏi tôi rằng là mục sư ơi, chúng ta phạm tội đến mức độ nào thì chúng ta mới mất sự cứu rỗi linh hồn của mình? Tôi nói rằng là
Cái người kính sợ Chúa là cái người phải chạy xa khỏi tội lỗi càng xa càng tốt, chứ không phải là hỏi là tôi phải đứng ở cái mép của tội lỗi nào thì tôi mới không bị rớt xuống vực. Người kính sợ Chúa sẽ chạy xa khỏi tội lỗi càng xa càng tốt, quý mời chị em, chứ không phải là mình phân tích xem coi là phạm tội đến mức độ nào mới được cứu hoặc là không được cứu. Nhiều người ngày hôm nay họ thích tội lỗi quá, họ không bỏ tội lỗi được, họ phải suy nghĩ và họ phải đào bới trong Thánh cái chỗ nào là cái tội được tha, cái tội nào không được tha. Quý ma chị em ơi, mình là nàng dâu trinh sạch của Đức Christ, là nàng dâu đồng trinh chứ phải là thất tiết. Amen. Dạ, đây là lời của nàng dâu hội thánh hứa với chàng rể Chúa Giêsu. Xin Chúa ngày cho chúng ta có tấm lòng chung thủy với Chúa và không bao giờ bỏ Chúa mà đi theo một đấng nào khác, đi theo một thần nào khác. Trong thời gian qua tôi cũng khá là buồn khi mà thấy có nhiều con cái Chúa vì cớ dịch bệnh họ đã trở lui, họ trở về với thờ cúng hình tượng, thờ ma lệ quỷ giống như trước đây. Và không phải chỉ một mình tôi buồn quý mài cha, mà ngay cả Chúa Giêsu ngài cũng buồn nữa, bởi vì cớ nàng dâu của ngài đã bội tín với ngài. Tôi quý mài cha, xin Chúa chúng ta luôn biết chờ đợi ngài, sống một đời sống tì vết, không có ô uế, để chúng ta có thể sử dụng một đời sống thời giờ cuộc sống của chúng ta một cách khôn ngoan và sẵn sàng đi với Chúa. Amen. Và thời điểm mà chàng rể đến để mà đón nàng dâu quý mài cha em, đó là thời điểm vào lúc giữa đêm. Người Do Thái họ rước dâu vào lúc khoảng 12 giờ trở đi. Và cái thời điểm mà chàng rể sẽ rước nàng dâu đó quý vị, thì ngay cả chàng rể cũng không biết thời điểm. Đàn trai, đàn gái, không một ai biết được cái thời điểm rước dâu. Chỉ có một người duy nhất biết được thời điểm đó, đó chính là cha của nàng dâu, cha của chàng rể mà thôi. Người cha sẽ là cái người quyết định cho thời điểm nào, giờ nào sẽ đến. Cho nên là chàng rể dù là yêu nàng dâu lắm, muốn cho nàng dâu biết trước được thời điểm là thời điểm nào cha sẽ đến, nhưng mà cũng không thể, bởi vì có không biết thời điểm nào. Đây là cái văn hóa của người Thái quý mài cha. Và khi mà người cha quyết định rằng là hôm đó đúng 1 giờ sáng mình sẽ đến rước dâu, thì ông đó sẽ bí mật cho đến cuối cùng, không nói với ai hết, không hé lộ. Cái đến đúng giờ đó là kêu chàng rể: con bây giờ đi đón nàng dâu. Và thế là hai cha con cùng với đoàn rước dâu của mình đến tại nhà nàng dâu. Có thể khi mà nàng dâu đi ngang qua thấy nàng dâu đang ngủ gục hoặc là đang mệt quá, đang ngủ say. Nhưng mà cha chàng rể không phải là thấy ngủ như vậy rồi đi, nhưng mà sẽ có cái tiếng báo trước là chàng rể đến. Khi mà nàng dâu nghe được cái tiếng như vậy thì thức dậy cùng với lại những người nữ đồng trinh xung quanh mình. Thì theo phong tục của người Thái thì họ sẽ đi trong cái tiệc cưới đó cùng với 6 cho đến 10 người nữ đồng trinh khác, tức là bạn của nàng dâu, để mà đi vào trong bữa tiệc. Và có những người họ chưa chuẩn bị sẵn sàng thì họ sẽ bị bỏ lại. Đó là chính là cái văn hóa của người Do Thái trong tiệc cưới, trong lễ cưới truyền thống của họ, quý bà chị em. Vậy thì chúng ta sẽ thấy được có những cái sự dạy dỗ thuộc linh ở trong cái câu chuyện này. Đó chính là Chúa Giêsu ngài sẽ trở lại trước cơn đại nạn. Tôi xin nhắc lại, Chúa Giêsu ngài sẽ trở lại trước cơn đại nạn. Có người nói với tôi rằng là chưa chắc mục sư, bởi vì có thể Chúa Giêsu sẽ trở lại giữa cơn đại nạn hoặc là sau cơn đại nạn. Cơn đại nạn là gì? Cơn đại nạn đó chính là 7 năm mà Antichrist, tức là kẻ chống Chúa, sẽ xuất hiện một cách công khai trên thế giới này. Lúc bấy giờ nó sẽ cai trị ở trên thế giới này và nó ra mặt chống Chúa. Ai tin Chúa, ai theo Chúa và không chịu sắp mình thờ lại trước con thú thì sẽ bị chém đầu, sẽ bị chết và sẽ bị hành hại đau khổ. Đừng coi thường điều này quý vị. Hiện tại điều này có chưa? Antichrist đã có rồi đúng không ạ? Antichrist đã có rồi. Cái sự mầu nhiệm của nó đã có rồi. Nhưng mà có một đấng ngăn trở nó, khiến cho nó không thể xuất đầu lộ diện được cho đến đúng thời điểm. Chúng ta xem ở trong sách Thessalonica thứ nhì đoạn 2. Thessalonica thứ nhì đoạn 2 cho đến câu, từ câu 3 cho đến câu số 7: mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình.
vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bộ nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta thấy được là đã có cái sự mầu nhiệm, tức là đã có cái linh của Antichrist nó xuất hiện ở trên đất rồi, từ thời của Phaolô. Nhưng mà có một đấng ngăn trở, đấng đó là ai quý mài cho em? Đó chính là Đức Thánh Linh. Bài giảng hôm nay nó rất là quan trọng quý mài cho em. Tại vì có nhiều người hỏi tôi rằng là mục sư ơi, ai là người sẽ được cất đi và ai sẽ là người bị bỏ lại? Và hiện tại vẫn còn có rất là nhiều tranh cãi liên quan đến điều này. Tôi thì không muốn xa vào trong sự tranh cãi, bởi vì mỗi một hệ phái, mỗi một giáo phái họ có cái quan điểm riêng của họ. Và chắc chắn là khi mà Chúa trở lại thì Ngài không có điện thoại báo trước chúng ta biết. Cho nên là xin phép để điện thoại ở đây nha. Dạ, đang giảng mà có điện thoại nhắn tin nói là Chúa sắp trở lại thì không biết nên vui hay nên buồn. Rồi chúng ta trở lại với lời của Chúa. Chúa thấy rằng là khi mà chàng rể đến để rước nàng dâu thì họ sẽ đi đến cái nhà lều của chàng rể được sắp đặt ở tại nhà chàng. Đến cuối bài giảng này tôi sẽ cho quý vị thấy được cái hình ảnh của đám cưới cổ truyền người Do Thái họ tiến hành diễn ra như thế nào. Họ sẽ rước dâu làm sao và chàng rể đại diện cho Chúa Jesus Christ sẽ có một thái độ như thế nào trước nàng dâu của mình. Chúng ta sẽ mất khoảng chừng tầm hơn 7 phút để chúng ta có thể thấy được trọn vẹn khung cảnh đó. Để quý vị thấy rằng là khi mà Chúa Giêsu trở lại trong một ngày không xa đối với quý vị, thì chúng ta sẽ có một cái sự hân hoan vui mừng chào đón Chúa cũng giống y như vậy. Amen. Yeah, cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta không có nản lòng, không có buồn phiền, không có đau khổ nữa. Bởi vì những cái sự đau khổ hiện tại nó chỉ là tạm thời mà thôi. Và chúng ta hãy nhìn xa hơn quý mài cho em, đó là Chúa Giêsu là chàng rể Ngài sắp sửa trở lại để nghênh đón chúng ta. Amen. Và khi mà họ gặp nhau ở tại nhà lều đó thì họ sẽ ăn tiệc cưới thật sự. Và tiệc cưới của người Do Thái không phải chỉ diễn ra trong một ngày hoặc là hai ngày giống như người Việt Nam chúng ta. Nhiều khi ở Việt Nam chúng ta tổ chức đám cưới khoảng chừng tầm 2 ngày. À, Lộc tổ chức bao nhiêu ngày anh? Một ngày thôi hả? Dạ, có nhiều khi mình tổ chức có 1-2 ngày thôi mà mình phải đi làm cả mấy tháng trời để trả nợ. Tốn mấy chục triệu, đúng không? Người Do Thái họ tổ chức tới 7 ngày. Cho nên là ở trong tiệc cưới Cana, chưa thấy rằng là họ đãi cả làng cả xóm, rất là nhiều người đến tham dự, và đến giữa chừng thì hết rượu. Đó là lý do tại sao mà hết rượu đó quý vị. Tại vì sao? 7 ngày lận, 7 ngày họ ăn uống no say luôn. Và tốn rất là nhiều tiền, có thể là cả mấy trăm triệu. À, đó là tiệc cưới của người Do Thái. Và khi mà 7 ngày đám cưới như vậy đó quý vị, thì cũng tương ứng với 7 năm đại nạn ở trên đất này. Tuyệt vời không quý mài chứ? Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại để đón rước nàng dâu của Ngài, tức là chúng ta hội thánh của Chúa, những người tin Chúa được gọi là những người đã đồng tin. Chúng ta sẽ đi với Chúa vào trong thiên đàng và chúng ta sẽ được ăn tiệc cưới chiên con với Chúa 7 ngày trên trời, tức là 7 năm ở dưới đất này. Chúng ta sẽ có tòa án Đấng Christ để xét xử và sẽ ban thưởng cho mọi người tùy theo những việc họ đã làm ở trên đất này lúc còn ở trong xác thịt. Điều này có chép ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn số 4. Từ câu 15 cho đến câu 7, lời của Chúa đã chép thế này: vả này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà đã bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết, kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau được đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Như vậy thì lời này nói với chúng ta rằng là sẽ có một tiếng kêu lớn và một tiếng kèn của thiên sứ lớn. Và đây cũng tương ứng với lại lễ thổi kèn ở trong 7 kỳ lễ quan trọng của người Do Thái. Khi Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này thì cuộc đời của Ngài đã hoàn tất được 3 kỳ lễ đầu tiên trong 7 kỳ lễ của người Do Thái. Tôi xin đọc 7 kỳ lễ của người Do Thái rất là quan trọng.
Có thể là ngay cả nhiều khi tiến sĩ thần học cũng không biết cái điều này. Thứ nhất đó là lễ vượt qua, thứ hai đó là lễ bánh không men, thứ ba đó là lễ dân hoa quả đầu mùa, thứ tư đó là lễ ngũ tuần, thứ năm đó là lễ chuộc tội, thứ sáu đó là lễ à, xin lỗi, lễ ngũ tuần, xong rồi lễ thối kèn, rồi tới lễ chuộc tội và lễ lều tạm. Đó là bảy kỳ lễ của người Do Thái, và ba kỳ lễ đầu nó nằm ở trong mùa xuân, nằm ở trong mùa xuân, tức là lễ vượt qua, lễ bánh không men và lễ hoa quả đầu mùa, đó là diễn ra trong mùa xuân. Lễ vượt qua nói về việc Chúa Giêsu ngày cho chịu chết, chịu hy sinh như là con chi sinh tế, đúng không ạ? Và ngày chịu chết, ngày đổ hoa máu của ngài ra, lễ vượt qua đã hoàn tất bởi sự chết của Chúa Giêsu. Lễ dân hoa quả đầu mùa tương ứng với lại Chúa Giêsu, xin lỗi, lễ bánh không men đó là Chúa Giêsu ngày chính là bánh không men, ngày không có tì vết, ngày là đấng không có tội lỗi và ngày để chết thay chúng ta. Và lễ dân hoa quả đầu mùa đó là tương ứng với sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngày chính là trái đầu mùa của những kẻ chết được sống lại. Chúa Giêsu ngày chính là trái đầu mùa của những kẻ sống lại. Quý mà cha. Và thật sự khi mà Chúa Giêsu chịu chết đó cũng là lễ vượt qua đang diễn ra tại Jerusalem đó quý vị. Và khi mà Chúa Giêsu sống lại thì cũng tương ứng với lễ dân hoa quả đầu mùa. Và khi mà lễ dân hoa quả đầu mùa diễn ra xong, Chúa Giêsu sống lại thì ngài ở với môn đồ của ngài 40 ngày. 40 ngày. Và khi mà xong 40 ngày đó, Chúa Giêsu ngài được thăng thiên, ngài về trời. Và các môn đồ chờ ở tại Jerusalem những điều mà Cha đã hứa. Họ chờ đợi đến đúng ngày lễ ngũ tuần thì Đức Thánh Linh của Chúa giáng lâm. Và hội thánh của Chúa được khai sinh. Tức là khi mà Thánh Linh của Chúa giáng lâm thì tương ứng với lễ ngũ tuần. Và chúng ta hiện tại đang sống ở trong thời đại của lễ ngũ tuần, quý bà em. Và lễ thổi kèn, lễ chuộc tội và lễ lều tạm sẽ là ba lễ sẽ xảy ra ở trong tương lai. Khi Chúa Giêsu ngài tái lâm một cách ẩn nhiên, tức là không ai biết đến, ngài sẽ đến bất ngờ để rước nàng dâu hội thánh của Chúa, thì ngài sẽ sai thiên sứ của ngài để mà thổi kèn. Và lễ thổi kèn này nó xảy ra vào lúc mùa thu. Sẽ xảy ra vào lúc mùa thu, tức là từ tháng 9 trở đi, quý mà cho em, tháng 9 dương lịch của mình, tức là tháng 7 của người Do Thái. Cho nên là lễ thổi kèn cũng đánh dấu cho năm mới của người Israel. Chúng ta chỉ còn khoảng chừng tầm một tháng nữa thôi thì chúng ta đến Tết cổ truyền của người Việt Nam chúng ta, Tết âm lịch. Chúng ta thường diễn ra lúc đầu năm, đúng không quý vị? Nhưng mà đầu năm của người Do Thái, đó là Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, tức là lễ thổi kèn, quý vị, nó diễn ra vào tháng 9 của hàng năm. Đôi khi nó xê xích nhau 11 ngày, bởi vì cái lịch của người Do Thái nó tính theo mùa chứ không phải tính theo ngày. Cho nên là họ tính theo cái mùa chính xác thì họ phải thay đổi ngày. Thì thường thường nó xảy ra vào trong tháng 9 của dương lịch của chúng ta. Cho nên bắt đầu của một năm mới của người Do Thái đó là lễ thổi kèn. Cho nên khi mà Chúa ngài rước hội thánh lên và ngài dùng thiên sứ của ngài để thổi kèn, quý vị, thì tương ứng với thuộc linh đó là lễ thổi kèn. Tức là một cái năm mới, một cái thời kỳ mới cho chúng ta là nàng dâu của Đấng Christ. Và chúng ta đang sống ở trong lễ ngũ tuần. Lễ ngũ tuần được diễn ra vào mùa hè, mùa hạ. Mùa hè và mùa hạ. Nó diễn ra vào tháng 5 cho đến tháng 6 dương lịch. Và Chúa Giêsu ngài có nói rằng là khi các ngươi thấy những cái việc này và nhìn thấy nó xảy ra như vậy thì các ngươi biết rằng là mùa hạ đã gần tới. Chúng ta xem ở trong sách Matthew đoạn 24. Câu 32 cho đến câu số 33. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non lá mới đông thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng có người gần đến, ngài đương ở trước cửa. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là mùa hạ, đúng không ạ? Mùa hạ tức là mùa hè. Mà cái lễ gì sẽ ra mùa hè, quý vị? Đó là lễ ngũ tuần. Và chân đèn bảy ngọn của người Do Thái, đúng không, quý vị? Thì nó bảy ngọn đó nó chia ra ba phần. Ba cái ngọn trước là nói về ba lễ đầu tiên, tức là lễ vượt qua, lễ bánh không men và lễ hoa quả đầu mùa đã xong rồi. Cái ngọn ở giữa đó thì lễ ngũ tuần, và ba ngọn bên đây đó là lễ thổi kèn, lễ chuộc tội và lễ lều tạm. Thì chúng ta thấy rằng là tương ứng với là bảy kỳ lễ, bảy cái chân đèn ở trong đền thờ của người Jerusalem tương ứng bảy kỳ lễ. Vậy thì chúng ta đang ở lễ ngũ tuần, và người Do Thái họ phải đến đền thờ Jerusalem để mà giữ ba kỳ lễ trong bảy kỳ lễ này. Đó là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều tạm. Đây là ba cái lễ mà bất cứ người Do Thái nào không bao giờ được phép bỏ qua.
Lễ vượt qua hình bóng cho việc chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của chúng ta. Chúng ta tin Chúa, chúng ta được tái sanh đúng không ạ? Chúng ta trở thành con người mới thuộc về Chúa Jesus. Còn lễ ngũ tuần tức là Thánh Linh của Chúa ngày tuôn đổ xuống cho chúng ta và chúng ta đầy dẫy Thánh Linh của Chúa, chúng ta nói tiếng mới, chúng ta đặt tay cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ, chúng ta đầy dẫy quyền năng của Chúa. Thì đó là chúng ta đang ở trong kỳ lễ ngũ tuần. Chúng ta đang sống trong thời điểm hiện tại quý vị. Thời điểm hiện tại này chúng ta phải kinh nghiệm lễ ngũ tuần cho đời sống của chúng ta. Và cuối cùng thì đó là lễ lều tạm, là chúng ta sẽ được cất lên với Chúa và chúng ta sẽ được ở trên thiên đàng chung sống với Chúa một cách viên mãn hạnh phúc. Wow, đó là ba cái điều mà một người tin Chúa sẽ kinh nghiệm và sẽ phải trải qua. Và chúng ta đang kinh nghiệm lễ ngũ tuần. Còn một cái kinh nghiệm nữa mà chúng ta sẽ sắp sửa được kinh nghiệm với Chúa, đó là được Chúa cất lên. Amen. Quý vị muốn được Chúa cất lên và được sống đời đời viên mãn với Chúa trên đó không? Sống trên thiên đàng rất là phước hạnh quý vị. Nếu có thời gian thì tôi sẽ chia sẻ quý vị ở trên thiên đàng gồm có những gì. Tuyệt vời không quý vị? Quý vị sẽ được tham quan thiên đàng qua những lời kinh thánh. Sẽ phân tích được thiên đàng có gì. Và thiên đàng nó là một hành tinh hay là một cái chỗ nào đó. Chúng ta sẽ được phân tích sau này. Nếu tôi có thời gian và Chúa chưa đến thì tôi sẽ cho quý vị thấy được thiên đàng có những gì. Rồi là người tin Chúa mà chúng ta chết trước khi mà Chúa Giêsu trở lại đó thì linh hồn của chúng ta ở đâu? Có rất là nhiều tranh cãi. Có người nói là mình chết mình đi thẳng lên thiên đàng. Có người thì nói là mình đi đến paradis. Mà bây giờ nói là paradis ở đâu thì cũng không biết. Dạ không, tôi không có nói, nhưng mà tôi phải tốn rất là nhiều công sức để nghiên cứu cái điều này và tôi phải giữ đến đúng thời điểm thì tôi mới chia sẻ. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về Kitô 3 thôi. Dạ, chúng ta sẽ nói về Kitô 3, tức là cái điều mầu nhiệm về giao ước hôn nhân của chúng ta với Chúa Giêsu Christ. Quý mài cha. Cho nên chúng ta cần phải luôn luôn giữ giao ước của Chúa, luôn luôn giữ giao ước của Chúa. Và khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, sờn lòng, ngã lòng thì anh chị em ơi hãy nhớ đến chàng rể qua cây nhẫn đính hôn của chúng ta. Nhẫn đó là gì quý mà chị em? Đó là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh chính là ân chứng cho sự cứu chuộc của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn số 5 câu 5 chép rằng là Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy. Ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 22 chép rằng là Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 chép rằng là anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời vì nhờ Ngài anh em được ân chứng đến ngày cứu chuộc. Vậy thì Đức Thánh Linh chính là ấn chứng cho sự cứu chuộc của chúng ta. Ngày nào mà chúng ta còn có Đức Thánh Linh thì ngày đó chúng ta là nàng dâu của Chúa Giêsu Christ. Anh chị em có cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong lòng của mình không? Anh chị em có cảm thấy cái sự cáo trách của Chúa ở trong lòng của mình khi mà chúng ta phạm tội với Chúa không? Hoặc là chúng ta yếu đuối, chúng ta có nghe một cái tiếng phán nhỏ nhẹ êm dịu từ trong lòng của chúng ta là con ơi hãy trở lại, bởi vì ta yêu thương con và ta không muốn con phải đi xa khỏi ta, ta không muốn con phải bỏ ta, ta không muốn con phải đắm chìm ở trong tội lỗi trong thế gian này, bởi vì con thuộc về ta, ta đã trả giá thay cho con bằng một cái giá rất là đau đớn cho thập giá. Tất cả mọi thứ Chúa Giêsu đã trả giá thay chúng ta rồi quý mà chị em. Chúng ta đã có của sính lễ rồi. Chúng ta đã có quà tặng của Đức Chúa Cha ban chúng ta là Đức Thánh Linh rồi. Anh chị em ơi, chúng ta chỉ đang chờ chàng rể trở lại thôi. Amen. Và mỗi khi cơ đốc nhân chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ, trong Thánh Linh của Chúa thì chúng ta sẽ nhận biết rằng mình thuộc về Ngài và quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ sẽ đến cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ nhiều hơn. Và điều đó nó sẽ khiến chúng ta càng yêu mến Chúa nhiều hơn quý mà chị em. Khi chúng ta càng cầu nguyện trong tiếng lạ thì đó là lúc mà tâm linh của chúng ta được kết nối với Chúa Trời. Chúng ta sẽ nhận lãnh tình yêu thương, ân điển và sức mạnh của Chúa để chúng ta có thể chờ đợi Chúa cho đến ngày mà Ngài trở lại. Amen. Khi anh em chị em buồn lòng, khi mà anh chị em bị bắt bớ, bị người khác mắng nhiếc anh chị em bởi vì đức tin của anh chị em nơi Chúa. Mày khùng quá à, tại sao mày bỏ cái nhà đó, mày theo Chúa mày bỏ cái nhà đó, bỏ ruộng đất, bỏ tất cả tài sản, bỏ tương lai sự nghiệp mà cha mẹ mày để lại giờ theo Chúa bên tin lành. Ôi Chúa Giêsu đó nào trở lại, nghe chuyện hoang đường. Quý vị ơi, có rất là nhiều cái điều mà ma quỷ nó gieo rắc ở trong tâm trí của chúng ta qua môi miệng của những người chưa tin Chúa. Và trách nhiệm của chúng ta đó là chúng ta cần phải luôn nhớ đến lời của Chúa Giêsu là chàng rể của chúng ta. Amen. Và khi học đến điều này, quý mài chị em, bản thân tôi cũng mong muốn rằng sẽ có một ngày nào đó con cái Chúa người Việt Nam chúng ta cũng sẽ có cái Kitô 3 đó. Chúng ta đã làm cái Kitô 3 đó, tức là chúng ta đọc lời tuyên thệ giữ hôn nhân ở trong hội thánh đúng không quý vị? Đó là anh xin nhận em làm vợ của anh sẽ hứa yêu thương em dù em có bệnh hoạn yếu đau thì anh vẫn sẽ luôn chung thủy, rồi khi mà em có như thế nào cho nữa thì anh vẫn yêu. Chúng ta đọc ở trong cái buổi hôn lễ. Nhưng quý vị ơi, trong cái hôn lễ người Do Thái đó, họ hứa còn ghê hơn nữa, đó là anh sẽ trao mạng sống của anh cho em.
Đây chính là hình ảnh của Đức Christ trao phó mạng sống của Ngài cho nàng dâu của Ngài, đó chính là Hội Thánh. Cảm ơn Chúa, tuyệt vời quá. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta luôn là những nàng dâu chung thủy với Chúa Giêsu Christ. Chúng ta không có thay lòng đổi dạ với Chúa. Amen. Hãy luôn luôn sống trung kiên với Chúa và chờ đợi Chúa. Mỗi ngày quý mời cho em khi mệt mỏi, chúng ta hãy cầu nguyện Thánh Linh của Chúa. Chúa ơi, xin hãy giúp cho con có thêm năng lực để con có thể chờ đợi Ngài trở lại. Bởi vì con thuộc về Chúa và con đã có kết ước với Ngài. Anh chị em đã kết ước với Chúa kỳ thứ ba khi nào? Khi mà chúng ta đến đây, chúng ta đến trong thánh của Chúa, chúng ta quỳ gối, chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa, đúng không quý mời chị em? Quý vị còn nhớ cái lời mà mình đã từng cầu nguyện tiếp nhận Chúa vào lòng của mình không? Chắc quên rồi đúng không? Tôi nhắc lại cho quý vị nha. Đại ý của lời cầu nguyện tin Chúa của chúng ta đó là: con tin rằng Ngài đã chịu chết thay trên thập giá vì tội lỗi của con, và con xin dâng cuộc đời con cho Chúa, Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống của con, đúng không quý mời chị em? Xin Chúa Ngài dẫn dắt con. Đó là lời kết ước đó quý vị. Đó là lúc mà chúng ta đang ký giao ước với Chúa Giêsu kế thứ ba này. Xin Chúa cho chúng ta luôn ghi nhớ lời của Chúa. Và Kinh Thánh Tân Ước chính là kế thứ ba của chúng ta. Kinh Thánh Tân Ước chính là giao ước hôn nhân của chúng ta với Đức Christ. Chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh Tân Ước mỗi ngày quý mà cha, và ngay cả cựu ước nữa. Bởi vì cựu ước chính là nền tảng cho Tân Ước. Nếu chúng ta không hiểu cựu ước thì chúng ta sẽ không thể hiểu được Tân Ước một cách trọn vẹn. Bởi vì cả hai đều bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Cho nên nhiều khi chúng ta hiểu Tân Ước đó, chúng ta hiểu tình yêu Chúa Giêsu, hiểu sự cứu chuộc của Chúa, nhưng mà chúng ta không hiểu được cái gốc gác của cái giao ước hôn nhân của Đức Chúa Trời với Hội Thánh của Ngài như thế nào. Cho nên khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng wow, cảm ơn Chúa, đây là một cái sự mầu nhiệm Chúa bày tỏ với Hội Thánh của Chúa để Hội Thánh của Chúa sẽ có một sự tỉnh thức. Và chúng ta sẽ không phải là một cái người cứ tin Chúa cà lơ phất phơ. Bây giờ phước thì con theo Chúa, chứ còn không phước, không thấy cái gì hết thì thôi con xin lỗi Chúa nha, con ở nhà con, Chúa ở nhà Chúa. Chúng ta không biết được là mình thuộc về ai. Mình đã thuộc về Chúa Giêsu rồi. Khi mà mình đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu, mà là mình đã là vợ của Chúa rồi. Và là vợ của Chúa, chúng ta không phải về nhà Chúa liền. Chúng ta phải chờ đợi một khoảng thời gian mà theo người Do Thái đó là 12 tháng, tức là một năm á, phải chờ đợi đến khi chàng rể thình lình đến đón thương chúng ta. Bây giờ chúng ta đang chờ đợi chàng rể, đúng không ạ? Chứ không biết ngày nào, giờ nào hết. Chúa Giêsu kể có nói rằng là về ngày và giờ đó thì không ai biết được hết á. Chúa Giêsu đã nói thế này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36 rằng: về ngày và giờ đó chẳng có ai biết, chi cả thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Vậy thì không ai có thể nói rằng là ngày này, giờ này hay là tháng đó Chúa Giêsu sẽ trở lại. Bởi vì mà nói như vậy đó là tà giáo đó quý vị. Đã có những tà giáo ở trong lịch sử Hội Thánh trước đây, họ đã định sẵn ngày luôn quý vị. Chẳng hạn như là tiên tri giả William Miller. Ông này chính là người sáng lập ra tà giáo Cơ Đốc Phục Lâm. Ông đã nói rằng là Chúa Giêsu sẽ trở lại vào năm 1843 hoặc là năm 1844, tức là vào thế kỷ thứ 19. Nhưng mà khi mà đến cái năm đó, đến cái tháng đó, họ không thấy Chúa Giêsu trở lại, thì rất là nhiều người đã hụt hẫng, họ đã thất vọng, họ đã thối lui và họ nói rằng là ông này là tiên tri giả. Nói chính xác ngày đó, tháng đó, năm đó Chúa Giêsu trở lại. Cho nên là mục sư với tấm lòng yêu Chúa chân chính, tôi khuyên quý mài chị em chúng ta là người yêu Chúa, chúng ta tuyệt đối đừng bao giờ nghe những cái lời như là thần cảm giả mạo giống như vậy. Nói rằng là ngày đó, tháng đó, năm đó Chúa Giêsu trở lại đó quý vị. Chúng ta cần phải tuyệt đối tránh xa. Chúng ta không kỳ thị bất cứ một anh em cơ đốc nào cùng niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ với chúng ta. Nhưng mà tôi khuyên anh chị em chúng ta cần phải cẩn thận với những cái tín lý của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm. Ngày hôm nay họ không có xưng nhận họ là Cơ Đốc Phục Lâm, nhưng mà họ dùng những cái danh từ mỹ miều khác. Nhưng mà nếu chúng ta biết được đó là Cơ Đốc Phục Lâm thì chúng ta cần phải tránh xa, bởi vì họ có cái gốc rễ của cái ông tiên tri giả này. Họ luôn luôn tiên đoán rằng là Chúa Giêsu sẽ trở lại. Và khi mà ngày đó, năm đó Chúa không trở lại, tức là vào năm 1844 Chúa Giêsu không trở lại, thì họ đã suy đoán rằng là Chúa Giêsu đã trở lại khi mà Ngài vào trong thiên đàng đó, Ngài trở lại trong thiên đàng nước Ngài đó, một cách mà gọi là không ai biết. Thì đó là cái sự bào chữa của họ thôi. Nhưng mà tôi khuyên quý mà cho em là con cái Chúa, chúng ta cần phải tránh xa những tà giáo như vậy. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói rằng là cái sự tái lâm của Chúa đó là một cái sự kiện mà ẩn nhiên, không ai biết được. Thậm chí là chính Chúa Giêsu Christ là chàng rể cũng không biết được. Bởi vì theo phong tục của người Thái thì chỉ có cha biết mà thôi, chỉ có người cha biết mà thôi. Cho nên con người chúng ta hoặc là ngay cả Chúa Giêsu thiên sứ trên trời cũng không ai biết cái ngày đó. Nhưng mà chúng ta có thể phân biệt được cái thời tiết và cũng như cái những cái dấu hiệu mà Chúa Giêsu có kể với chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24.
chúng ta thấy được cái dấu hiệu đó càng ngày càng gia tăng, đúng không quý vị? Dịch lệ thì trước đây người ta nói rằng là dịch lệ thì cứ mỗi 100 năm nó xảy ra một lần. Cái đại dịch đó quý vị, 100 năm xảy ra một lần. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là cứ mỗi năm dịch nó càng ngày càng nhiều hơn. Bây giờ năm nay chúng ta thấy không có dịch Covid nhiều nữa. Vẫn có, nhưng mà nó không phải ồ ạt như năm trước nữa. Nhưng mà bây giờ thì có dịch như là dịch sốt rét nè, rồi dịch tai mũi họng, rồi dịch sốt siêu vi, ôi đủ thứ hết đó quý vị. Bây giờ một người mà ho hoặc là sốt, đóng sốt, mệt cảm á, là chưa chắc gì là Covid, hoặc là chưa chắc gì là bị sốt rét hay là bị gì đó. Nhưng mà nó có những cái virus lạ quý vị. Chúng thấy rằng là ngày hôm nay cứ mỗi tháng hoặc là cứ mỗi một quý nó luôn luôn có những cái đại họa gì đó xảy ra. Thì đó là những cái sự đau chuyển dạ của một người nữ sắp sửa sinh con. Và Chúa Giêsu có nói trước rằng là gần đến ngày mà Ngài trở lại quý vị, thì cái dịch lệ và tai ương nó sẽ xảy ra ồ ạt nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng ô sao mà lạ quá. Tôi mong rằng là năm sau, là năm 2023, tình hình nó sẽ khá hơn, tốt hơn, ăn nên làm ra nhiều hơn. Và tại sao bây giờ đầu năm nó lại chiến tranh, rồi nó càng ngày càng tệ hơn như vậy? Không ai chúng ta lại mong muốn rằng là tình hình thế giới nó càng ngày càng tệ hơn. Nhưng mà chúng ta biết rằng là chúng ta đang gần đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Là người có Chúa, có đức tin nơi Chúa, chúng ta được sự bình an giữa lúc mà bão tố và giữa lúc những gian nan, những cái hoạn nạn xảy ra trên thế giới này. Và phải biết rằng là đối với thế giới, hoạn nạn đó là hoạn nạn. Nhưng mà đối với Cơ Đốc nhân, là người tin Chúa, là nàng dâu của Đức Christ, chúng ta phải biết rằng là hoạn nạn đó chính là cái dấu hiệu điềm báo cho chàng rể Jesus Christ sắp sửa trở lại. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên anh chị em ơi, mỗi ngày chúng ta hãy luôn luôn trông đợi Chúa Jesus Christ là sự hy vọng và sự cứu chuộc của chúng ta. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Hãy lo công việc của chúng ta như ngày thường. Đừng bỏ công việc làm của chúng ta, đừng có chạy đây chạy đó, lo lắng sợ hãi khi mà chúng ta đối diện với cái sự tận thế. Nhưng mà hãy biết rằng là Chúa Giêsu trở lại thì tôi phải ngước đầu lên và trông đợi sự giải cứu của Chúa ban cho tôi. Amen. Dạ, cho nên anh chị em ơi, đi đâu làm gì, dù thức hoặc là ngủ, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Amen. Đừng quá lo lắng khi mà nghe nói về cái sự Chúa trở lại, nó sẽ thế này thế kia. Nếu anh chị em có nhẫn của Chúa, tức là Đức Thánh Linh, nếu anh chị em có dầu ở trong bình của mình, nếu anh chị em yêu Chúa và nhớ đến Chúa mỗi ngày, thì anh chị em sẽ được Chúa Ngài tiếp rước. Amen. Yeah, đây là cái điều rất là quan trọng quý vị. Đừng bao giờ quên Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trong đời sống của chúng ta. Cho dù chúng ta có yếu đuối, chúng ta có phạm lỗi chứ nữa, nhưng mà anh chị em ơi, phải nhớ đến Chúa. Có người hỏi tôi rằng, mục sư, cái người mà đi nhậu nhẹt rồi đàn đúng như vậy, sáng say chiều xỉn như vậy đó, họ có được cứu nữa hay không? Bởi vì trước đây trong quá khứ họ đến hội thánh, họ cầu nguyện, họ thờ phượng Chúa với chúng ta. Bây giờ họ phạm tội, họ yếu đuối như vậy, họ được cứu không? Tôi hỏi rằng là cái người đó có còn nhớ đến Chúa hay không? Cái người đó có còn đọc Kinh Thánh, tức là giao ước kêu tư ba của họ với Chúa hay không? Người đó có còn quỳ gối cầu nguyện với Chúa hay không? Người đó có còn biết rằng là tôi thuộc về Chúa hay không? Nếu người đó biết và nhận biết rằng là mình còn thuộc về Chúa, thì người đó vẫn sẽ được Chúa ngày trước đi. Còn nếu người đó không có còn cầu nguyện, không đọc Kinh Thánh, không còn nhớ Chúa la hết, thậm chí mở miệng ra chửi Chúa nữa thì thôi, làm sao mà Chúa có thể tiếp rước một người như vậy? Quý mài cho em, xin Chúa ngài thương xót và giúp đỡ cho tất cả chúng ta, để chúng ta nghe lời của Chúa và chúng ta trở lại với Ngài. Quý mài cho em, khi chúng ta hiểu được cái phong tục của người Do Thái, chúng ta sẽ thấy cảm ơn Chúa vô cùng, bởi vì Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta không xứng đáng để trở thành nàng dâu của Chúa, không xứng đáng để trở thành một chính nữ tinh sạch của Đấng Christ. Giống như Phaolô đã từng nói rằng là tôi đã dâng anh chị em như là một người nữ chính sạch cho Đấng Christ, ở trong sách Corinto thứ 2 đoạn 11 câu số 2. Vì về phần anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người nữ chính sạch cho Đấng Christ. Câu 3. Nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Christ chăng? Anh chị em thấy không? Phaolô đã biết được ý nghĩa của tiệc cưới cổ truyền của người Do Thái. Và ông nói rằng là ông lo sợ rằng là hội thánh của Chúa sẽ bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn, và ý tưởng của những người tin Chúa cũng sẽ hư đi và thay đổi lòng dạ của họ với Chúa. Cho nên anh chị em ơi, tội lỗi là một điều rất là nguy hiểm, bởi vì chính tội lỗi nó khiến cho tấm lòng của chúng ta bị thay đổi với Chúa. Lúc trước yêu Chúa sốt sắng nhiệt thành lắm, buổi nhóm nào không bao giờ vắng mặt hết, nhưng mà bởi vì cớ phạm tội, vì cớ yếu đuối, rồi ý tưởng thay đổi luôn quý vị. Trước đây sống chết với Chúa, nhưng mà bây giờ thì sống chết với thời gian. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta luôn luôn trung tín với Chúa và sống với Chúa mỗi ngày. Amen.
Cảm ơn Chúa, xin Chúa cho chúng ta được trở thành những người nữ tính sạch của Đấng Christ, nàng dâu tính sạch của Đấng Christ. Amen. Chúa Giêsu sẽ trở lại, quý vị ơi. Ngài sẽ trở lại nơi tới đến mau chóng để mà thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Hãy quyền đoạn 22 câu 11, câu 11 cho đến câu 12. Vậy thì Chúa Giêsu sẽ trở lại mau chóng. Ngày nào, giờ nào chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta biết được một điều rằng chắc chắn Chúa sẽ trở lại. Có những người đã được Chúa Ngài rước về trước khi mà Chúa Ngài trở lại. Thì tôi thấy rằng là những người đã về với Chúa trước chúng ta đó quý vị, họ cũng đã được gặp Chúa. Chúa đã tái lâm trên đời sống họ rồi, đúng không quý vị? Chúng ta không biết được tương lai như thế nào, nhưng mà lòng của chúng ta mỗi ngày hãy luôn sẵn sàng để chào đón Chúa Giêsu Christ đến trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, xin mời quý vị cùng nhấn lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con vui mừng, chúng con nói với Chúa rằng chúng con thuộc về Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài bởi vì chúng con là những nàng dâu, là những người nữ chính sạch của Đấng Christ. Ngài đã đổ huyết của Ngài ra trên thập giá để đền tội thay chúng con cách đây 2 năm về trước. Và chúng con là những người được kết ước bằng chính huyết của Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu ơi, cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã yêu thương chúng con, Ngài đã chọn lựa chúng con. Ấy không phải là chúng con đã chọn Ngài, nhưng mà là Ngài đã kêu gọi và chọn lựa chúng con để chúng con đi và được kết quả. Cảm ơn Chúa Giêsu bởi vì tình yêu của Chúa quá lớn cho chúng con. Cho dẫu thế gian ngày hôm nay họ chống Chúa, họ ghét Chúa, họ không thèm quan tâm đến Ngài, nhưng mà con cảm ơn Ngài bởi vì trên đất này vẫn còn của chúng con, vẫn còn có hội thánh của Chúa luôn nhớ đến Chúa. Thì chúng con nói với Chúa rằng xin Chúa giúp đỡ chúng con trong ơn của Ngài để chúng con có thể theo Chúa trên cuối cùng. Chúng con luôn nhiệt huyết, chúng con luôn sẵn sàng để bước đi theo Ngài. Cho dẫu có khó khăn, cho dẫu có bắc bớ, hoạn nạn, thử thách, trăm bề, nhưng mà Chúa ơi, chúng con vẫn vui mừng để chúng con nói với Chúa rằng chúng con vẫn luôn yêu Chúa và chúng con vẫn ở đây để chờ đợi Chúa. Chúng con thuộc về Ngài, Chúa ơi. Thế gian này không thuộc về chúng con. Cho dẫu chúng con sống ở trong thế gian này, nhưng mà chúng con không thuộc về thế gian này. Lạy Chúa, xin hãy biệt riêng chúng con ra thánh cho Ngài. Xin huyết của Chúa Giêsu Christ tẩy sạch chúng con, và chúng con luôn nóng cháy, luôn yêu mến Chúa nhiệt huyết, và chúng con sống mỗi ngày như thể rằng là đó là ngày cuối cùng mà chúng con sẽ được gặp Chúa ở trên đất này. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con có thể sống một đời sống trung kiên, mạnh mẽ và luôn yêu mến Chúa, luôn yêu mến lời của Ngài, luôn yêu mến sự hiện diện của Chúa trong sự cầu nguyện, luôn yêu mến sự nhóm lại của Ngài, lạy Chúa ơi. Để chúng con luôn có một đời sống nóng cháy nhiệt huyết, để khi mà Chúa trở lại thì chúng con sẽ không bị bỏ lại, và chúng con sẽ không bị nhục nhã xấu hổ bởi vì chúng con đã bội nghịch lại với Chúa. Xin thương xót và tha thứ cho tội lỗi của chúng con. Xin đem chúng con trở lại, Chúa ơi. Xin hãy đem chúng con trở lại. Không phải chỉ hội thánh của Chúa tại đây, nhưng mà ngay cả những con cái Chúa đang lắng nghe lời của Chúa qua mạng internet, đang xem trực tiếp chương trình này. Xin Chúa ngày chạm đến tấm lòng của anh chị em chúng con. Qua lời của Chúa, chúng con nhận biết rằng chúng con đang sống vì điều gì, chúng con đang chờ đợi điều gì nơi Chúa. Chúng con không có sự lo lắng, thất vọng, chán nản, ngã lòng. Và nếu chúng con có điều đó, xin Chúa thương xót và thay đổi, để chúng con không bị lo buồn, chúng con không bị lo phiền đến nỗi chúng con mất đức tin. Nhưng mà xin Chúa cho chúng con có sự nhen nhóm trở lại ở trong sự yêu mến Chúa, để lòng chúng con luôn nóng cháy nhiệt huyết cho Chúa. Chúng con không giống hội thánh Ê-phê-sô, đó là bỏ lòng kính mến lúc ban đầu của chúng con. Xin Chúa giúp đỡ chúng con, để chúng con luôn có một tấm lòng nóng cháy, yêu Chúa nhiệt thành như lúc ban đầu, Chúa ơi. Xin Chúa cho chúng con trở lại để chúng con làm lại những công việc ban đầu của chúng con. Có thể lúc ban đầu chúng con nóng cháy để chúng con làm chứng về Chúa Jesus Christ cho những người xung quanh chúng con, mà bây giờ chúng con vẫn không có phát huy cái ân tứ đó. Xin Chúa cho chúng con có thể trở lại để chúng con có thể làm chứng cho Chúa Jesus Christ của chúng con cho nhiều người hơn nữa xung quanh chúng con. Xin Chúa nhen lại những cái ơn đã bị mai một ở trong chúng con, để chúng con có thể làm lợi ra những ơn, những tá lân, những ân tứ mà Chúa ban chúng con ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa được vinh hiển qua mỗi đời sống chúng con. Thì Chúa ngày thức tỉnh hội thánh của Ngài, dân sự của Chúa khắp mọi nơi nghe lời sứ điệp này thì họ có một tấm lòng, một thái độ đúng đắn ở trước mặt Chúa để chờ đợi ngay mà Ngài trở lại một cách đẹp lòng Ngài. Con cảm ơn Chúa, chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.